Vừa rồi là ca sĩ Hùng Nhung cùng với MV Vòng Tròn, đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Và chắc là câu hỏi đầu tiên thì Quỳnh Chi muốn đặt dành cho anh nhà thiết kế thời trang Công Trí, đó là ca sĩ Hồng Nhung là người nổi tiếng với gu thẩm mỹ cũng như là gu ăn mặc của mình hết sức là tinh tế. Thế nhưng cho MV lần này thì lại khiến cho rất là nhiều khán giả họ có luồng suy nghĩ và đóng góp trái chiều nhau. Thậm chí có một số người còn mạnh miệng nói rằng hình ảnh của Hồng Nhung lần này là sự bắt chước từ nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Lady Gaga. Anh nghĩ sao về điều này? Thật sự mà nói đây là sự bắt chước thì chứ không phải. Đương nhiên người ca sĩ đến một thời điểm người ta cũng phải cần có cái sự thay đổi. Và vấn đề cái con đường đi đó như thế nào thì nó sẽ có rất nhiều chông gai và cũng sẽ có nhiều cái thử thách. Và đặc biệt lần này thì tôi thấy Hồng Nhung đã thay đổi cái phong cách ăn mặc. Nhưng mà tôi nghĩ đến là trong cái MV này thôi chứ cũng không phải là ở ngoài. Thật sự thấy cũng lạ, mình cũng không biết là diễn tả cái lạ như thế nào. Thì cũng thấy cũng có âm, có dương, rồi cũng thấy nói chung là tương đối cách trở, nghĩa là có một cái gì đó mà tạo cho cái cảm giác người xem nó có thể có sự lý thú đối với hình ảnh Hồng Nhung trước giờ. Thì chỉ nghĩ đó cũng là một cái hiệu quả, nhưng mà hiệu quả đó tích cực hoặc là không tích cực thì chỉ nghĩ sẽ đợi khán giả là sẽ là người quyết định đúng nhất. Xin hỏi Quỳnh Chi thì tại vì có những cái ý kiến khán giả thì tôi cũng muốn nói một cái ý này, tức là lại có một cái ý kiến của khán giả đó là cái hình tượng của chị Hồng Nhung có vẻ bắt chước Lady Gaga. Thì với tôi thì tôi nghĩ là chứ không phải quái mà phải giống Lady Gaga. Tại vì thật ra rất là nhiều người quái. Ví dụ như mình nói, mình cũng có thể nói, nếu mà mình lấy một cái chuẩn đó thì mình cũng có thể nói Lady Gaga bắt chước Madonna. Dạ. À đúng không? Thì thật ra là về cái bắt chước thì gần đây thì tôi cũng thấy một cái vấn đề này. Trước đây những cái bài nhạc Việt Nam á mà nghe giống giống một bài hát nào của nước ngoài á thì chúng ta lên báo chúng ta đọc là nghi vấn đạo nhạc gì đó. Nhưng mà gần đây thì lại có một cái bài hát của nước ngoài giống nhạc Việt Nam. Giống nhạc Việt Nam thì tôi lại thấy trên một tờ báo giấy là cái nhóm nhạc đó có chăng mượn, tức là cái từ mượn nó nhẹ hơn. Thì tôi cảm thấy là giống như là chúng ta đang bị cứ người Việt Nam là phải bị tiểu nhược, cho nên là tôi thấy là cũng bức xúc. Tại sao mà cứ Việt Nam thì nó người ta dùng cái từ đạo rất nhanh và rất mạnh, nhưng mà khi mà một cái ông lớn hơn thì người ta lại rất là e ngại. Mặc dù cái chứng minh đó là cái bài nhạc của Việt Nam có trước của cái bài kia, mà họ cũng rất là e ngại cái chuyện đó. Cho nên khi mà tôi nghĩ là gọi là với tôi thì gọi là bắt trước hay là đạo đó, nó phải nó khi mà dùng một cái từ đạo thì nó rất là nặng, cho nên là chúng ta phải có một cái khi mà để nhìn về mực, thí dụ như là bị kiện thua thì chúng ta ít ra chúng ta nói. Còn những cái nghi vấn đó thì tôi nghĩ là cả cái thế giới, kể ra âm nhạc hay điện ảnh, nó cả trăm năm, thí dụ điện ảnh cả trăm năm, còn âm nhạc thì nó còn lâu hơn nữa, thì nó cũng có mấy nốt đó thôi. Ví dụ vậy thì cái sự trùng hoặc là ảnh hưởng của cả thế giới nó rất là cao. Đó là cái lý do mà tôi muốn nói. Đang kêu gọi cái nhìn khách quan và nhiều thiện cảm hơn dành cho những người làm nhạc Việt Nam đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn anh Quốc Trung với sự chọn lựa là 3 MV trong số. Vâng, chúng tôi có 12 MV trong bảng của anh thì anh đã có 3 lựa chọn. Quan điểm cá nhân anh Quốc Trung thôi cho quý vị, đó là Vòng Tròn của ca sĩ Hồng Nhung, Taxi của ca sĩ Thu Minh và Đã Bao Lâu Rồi của nhóm Quái Vật Tí Hon. Cho tôi hỏi anh Quốc Trung một câu rằng là trong 3 MV của anh Quốc Trung đã chọn á, cái nào thích nhất ạ? Không, thì theo anh đoán là tuần sau á khán giả sẽ vote, và anh nghĩ là trong 3 MV của anh thì có bao nhiêu phần trăm MV đó sẽ vào top 5 của cái bảng xếp hạng của tuần sau? Anh có nghĩ là cái lựa chọn của anh với khán giả gần giống nhau không? Không, tôi nghĩ chắc là trong 3 MV đấy thì tôi chỉ nghĩ là có MV của Thu Minh là sẽ được lọt vào cái được khán giả bình chọn. Còn hai cái MV kia tôi nghĩ là sẽ nhất là cái MV của Quái Vật Tí Hon thì tôi nghĩ là rất là khó có cơ hội. Tôi thì tôi nghĩ là ngay cả MV của Thu Minh cũng khó có khả năng vào. Thật sự là chúng ta cũng biết là có những ca sĩ khán giả nghe rất nhiều, nhưng mà để họ bầu chọn lại lại chưa chắc. Tại vì bầu chọn nó còn một cái đối tượng trẻ hơn. Thì nhân đây tôi sẽ cá cược với anh Quốc Trung nha. Nếu như mà MV của Thu Minh vào top 5, thật ra top 5 là rất là dễ đúng không, thì
chúng ta chơi cá độ gì ta? Một chầu nhậu. Em cứ yên tâm là ở đây có Quỳnh Chi cũng ủng hộ anh, tại vì em cũng nghĩ là MV Taxi ở bảng của anh Trung sẽ vào top 5. Chúng ta đã đi một vòng quanh bảng của anh Quốc Trung rồi và đã có 3 sự lựa chọn của anh, 3 MV mà anh thích nhất. Thế thì bây giờ về phía bảng của anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì là những cái tên rất là trẻ. Và chúng tôi rất là tò mò không biết là trong mắt đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì trong 12 MV này thì anh sẽ thích những MV nào? Thật ra thì tôi sẽ không nói cái tôi thích. Và các lựa chọn của tôi cũng chưa chắc là những MV mà tôi thích nhất. Vâng. Và tôi muốn các lựa chọn ở đây là những cái lựa chọn mà tôi nghĩ là có nhiều người trông chờ xem và có chuyện để nói nhất. Vâng, cho nên cái cách tôi chọn thì không có chọn giống như anh Quốc Trung. Tôi chọn những cái MV mà tôi nghĩ là có chuyện để bàn. Vâng, thế thì MV đầu tiên anh muốn bàn là MV nào? Tôi nghĩ rất là cụ thể cái chuyện là như vậy. Tôi nghĩ là tôi muốn biết một cái điều là từ cái sáng tác của một cái người nhạc sĩ, khi mà đã được cụ thể hóa bằng hình ảnh thì nó có sai là bao nhiêu phần trăm không, và khi mà có một MV thì nó có làm tốt cho cái audio đó hay không, và đứng về mặt thị trường thì khi có MV thì cái audio đó nó có được rộng rãi người biết và người ta yêu thích hơn hay không. Và cái lựa chọn đầu tiên của tôi là dành cho một cái chuyện rất là đáng nói về anh Quốc Trung, đó là bài Giấc Mơ Tôi của Uyên Linh. Vâng, Giấc Mơ Tôi của Yên Linh. Và tại sao anh Dũng lại nhắc đến anh Quốc Trung thì xin cho Quỳnh Chi được nói rõ với quý vị khán giả. Tại vì Giấc Mơ Tôi là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung ạ. Và đây cũng là... Thế thì trước khi chúng ta cùng bàn sâu hơn về Giấc Mơ Tôi thì xin mời quý vị cùng xem lại MV này. Dần xa mãi giấc mơ đã
gió mưa giờ cũng nhiều hơn. Đêm nhìn lên trời cao tìm một ánh sao dẫn lối đêm tối, tìm một bài hát giọng cười êm ái, tìm một nụ hôn về du. Giấc mơ của tôi giờ đây là những dấu yêu ngày tháng còn mãi. Bước chân nhẹ đi cùng ai vào trong giấc mơ dịu êm của tôi. Bước chân nhẹ đi cùng ai vào trong giấc mơ dịu êm của tôi.